đổi thời phận thì phải thay đổi dáng chân mày nha. Dạ, em giới thiệu với cả nhà mình thì đây là chị khách bên em nè, mới vừa thực hiện công nghệ là điêu khắc siêu sợi chân mày xong. Dạ chị ơi, với cái dáng chân mày mới này của mình thì mình cảm thấy như thế nào ạ? Dạ em rất là ưng và hài lòng ạ. Dạ, vì sao mà mình quyết định làm chân mày phong thủy vậy chị? Tại vì lúc đầu chân mày của em khá là ngắn và không có thẩm mỹ, nên gia đình em có khuyên là nên đi làm dáng chân mày để cho có phong thủy và có thể đổi vận, nên em quyết định đi làm ngay và luôn. Dạ, em thấy là với cái dáng chân mày mới của mình thì rất là đẹp nha, cực kỳ phù hợp với khuôn mặt của mình luôn. Trời, chị ơi, cho phép em chút xíu ha. Đây, cả nhà mình nhìn thấy nha, đây là dáng chân mày ngang cong nha mọi người, cũng là dáng chân mày phong thủy à. Mọi người có thể thấy nha, là với phần đầu nè, phần đuôi nè, phần đỉnh nè được thiết kế gọn gàng, mang lại cái sự thịnh vượng cũng như là phong thủy nó sẽ tốt hơn à. Chưa kể là khắc phục được cái tình trạng là cái dáng chân mày cũ của mình á, là chân mày thưa và nhạt á. Sẵn đây thì em xin phép chị em show lại cái hình ảnh chân mày lúc trước của mình nha. Dạ rồi, đây cả nhà mình cũng có thể nhìn thấy là với dáng chân mày cũ của chị khách bên em á, gặp tình trạng rất là ngắn nè, không có được sắc sảo nè, mà cái sợi chân mày ngắn như thế này, sợi mỏng như thế này, phần đuôi cục á, thì chị em mình cần lưu ý ha, là chân mày này thì cái đường cong vanh cũng sẽ không có thuận lợi đâu, cho nên là mình cần phải khắc phục ngay ạ. Rồi bây giờ chúng ta hãy nhìn lại cái dáng chân mày sau khi mà đã được các nghệ nhân bên em thực hiện điêu khắc siêu sợi ạ. Phải nói là rất là đẹp luôn mọi người nha. Đây, sợi thanh mảnh nè, đó, những cái sợi điêu khắc bên em nha, đang xen cùng với những cái sợi chân mày thật, rất là đẹp đây. Chị ơi, trong lúc mà bên em thực hiện cho mình á, mình có cảm thấy khó chịu gì không? Dạ không hề đau và không hề khó chịu. Đúng rồi, khi mà chúng ta thực hiện một cái dáng chân mày phong thủy á, ngoài cái việc là rất là đẹp nè, không có bị đau rát khó chịu và không có bị sưng hay đỏ gì sau khi mà mình thực hiện xong á, mà còn mang lại cái sự thành công trong cuộc sống nữa. Khi mà chị em mình tự tin hơn nè, đẹp hơn thì chắc chắn là cuộc sống sẽ thay đổi hơn rất là nhiều rồi. Dạ em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Rồi các chị em mình ơi, với một cái dáng chân mày đẹp và tự nhiên như thế này được thiết kế phong thủy mọi người nhé, dáng ngang cong đó, với công nghệ là điêu khắc siêu sợi như thế này sẽ khắc phục được rất là nhiều những cái tình trạng mà chị mình gặp phải, như là chân mày lỗi nè, trổ xanh nè, trổ đỏ nè, chân mày thưa nè, chân mày mỏng nha. Nên nếu như mà chị em nào muốn có một cái dáng chân mày đẹp như thế này thì hãy đến ngay với cơ sở bên em mọi người nhé. Dạ em cảm ơn chị rất là nhiều ạ.